đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 1031, Mong muốn đơn phương Có thể nói, Mỹ nữ vừa là một loại tài nguyên Tương tự cũng là một loại tài nguyên rất không đáng giá thế nhưng, mỹ nữ thần cảnh liền vô cùng ít ỏi. Đây là một cửa ải, dù cho có tài nguyên của thần giới, nhưng người vượt qua rất ít ỏi. Bởi vậy, cái tử lâu này rất không đơn giản, lại có thể lấy ra hai mỹ nữ sơn hà cảnh đi tiếp trụ. Lăng Hàng lắc đầu một cái nói, nếu như Sa Huynh không có chuyện gì, ta trước tiên cáo từ. Gấp cái gì? Sa Nguyên vội vàng nói, trong ánh mắt lướt qua vẻ không vui, chỉ là tiện dân của tiểu thế giới, lại dám cùng mình xưng huynh gọi đệ, phi. Nhưng hiện tại hắn muốn có được công pháp trên người Lăng Hàn, cũng chỉ có thể không đi tính toán. Hắn cười nói, ngươi còn không biết. Đông Nguyệt và Mai Nhi là lần đầu, bảo đảm để ngươi sung sướng đê mê. Lăng Hàn có chút khiếp sợ, con mẹ nó đây thực sự là nhi tử của đại tướng quân sao? Làm sao cảm giác như tú ông vậy? thậm chí ngay cả hai chữ lần đầu cũng có thể nói ra, thực sự là hắn khoát tay đứng lên, coi như hắn thật tinh trùng lên não, cũng sẽ không chia sẻ cho hai gái lầu xanh. Không hài lòng với các nàng. Sa Nguyên chỉ cho rằng Lăng Hàn ghét bỏ thân phận của hai nàng này, cười ha ha nói. Lăng Hàn, chỉ cần ngươi giao công pháp ra, bốn thị nữ của ta cũng không phải là không thể bỏ đi yêu thích. Phải biết, các nàng đều là xử nữ hàng thật đúng giá. Hắn thấy bên người Lăng Hàn có nhiều mỹ nữ như vậy, chỉ cho rằng Lăng Hàn là đồ háo sắc, tất nhiên sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Biểu hiện của tứ nữ liễu ánh đều bất biến, thật giống như con rối. Thực sự là đáng thương. Lăng Hàn thầm thở dài, nhưng hắn không có năng lực cùng thời gian lớn như vậy đi lo chuyện bao đồng, liền nói, quân tử không đoạt người yêu thích, cáo từ. Lăng Hàn. Dung sắc của Sa Nguyên nghiêm túc nói ngươi không nên rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt đừng tưởng rằng có cửu quận vương cho ngươi chỗ dựa ngươi liền coi trời bằng vung không nên quên ngươi chỉ là dung dế của tiểu thế giới đến mà thôi cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi lăng hàn lạnh nhạt nói ấn tượng đối với người này đã thấp đến cực hạn nói thật tuy triệu luân có thù tất báo cũng vô cùng bá đạo nhưng cảm giác vẫn mạnh hơn người này không ít trồng sinh chín con mỗi người không giống. Quả nhiên, cho dù là nhân vật như sa đại tương quân cũng không cách nào ngoại lệ. Trừ thiên phú võ đạo của sa nguyên coi như không tệ, thì hắn thực sự không khác công tử bột phổ thông. Lăng Hàn, đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Sa Nguyên lên giọng. Lăng Hàn không có để ý tới, nên ngang rời đi. Hoành. Sa Nguyên nặng nề vỗ bàn một cái, chén rượu ngã xuống, rượu ngon nhất thời chảy ở trên bàn. Sa thiếu gia. Đông Nguyệt cùng Mai Nhi đều nhích lại gần làm nũng. Thay đổi bình thường, Sa Nguyên khẳng định sẽ tươi cười, một tay ôm một cái dở trò. Nhưng hiện tại hắn chỉ hừ một tiếng, hai tay chặn lại, đẩy hai nữ ra đất. Thật sự cho rằng cửu quận vương sẽ coi trọng mặt hàng như ngươi sao. Hắn lạnh giọng nói. Liễu ánh, nhìn kỹ cho ta, nếu như hắn có động tĩnh gì. Lập tức bẩm báo. Vâng. Liễu ánh nửa quỳ lĩnh mệnh. Lăng hàng đi ra cửa, trong lòng lắc đầu. Nguyên bản chuyện buôn bán là ngươi tình ta nguyện, huống chi còn là bí pháp, hắn không muốn truyền thụ không phải rất bình thường sao. Như loại quyền quý này, đại khái là bình sinh không có bị người ta cự tuyệt qua, cũng không cho phép người khác nói một chữ không. Trở lại học viện. Lăng hàng lập tức tiến vào hắc tháp. Tiểu tháp, làm sao trồng? hắn lấy hạt giống luân hồi thụ ra. Ta trước tiên khai khẩn ra địa phương đã. Thanh âm của tiểu tháp có chút thận trọng, hoàn toàn khác với dĩ vãng, đây để lăng hàng biết, cho dù là tiểu tháp, luân hồi thụ cũng cực kỳ quý giá. Âm âm âm, tiểu tháp mới là chúa tể chân chính của hắc tháp, ở dưới sự điều khiển của nó. Một khối thổ địa trống không, tràn ngập linh tính xuất hiện. Phải biết, trước bất luận lăng hàng gieo xuống món đồ gì, tiểu tháp đều không thèm để ý nhưng hiện tại lại tự mình ra tay mở ra sân bãi trồng trọt có thể thấy được nó coi trọng như thế nào ngươi thực sự là vận may nghịch thiên luân hồi thụ là chí bảo vô thượng tiểu tháp nói kỳ quái tại sao nơi này sẽ có hạt giống của luân hồi thụ nhỉ lăng hàng mở túi ra chỉ thấy bên trong là một hạt giống chỉ nhỏ bằng đậu tầm trên người có từng vòng tỉ mỉ đếm sẽ phát hiện đây là vô cùng vô tận làm sao cũng đếm không hết chỉ trong nháy mắt lăng hàng đã có loại cảm giác tinh thần kiệt quệ trên trán xuất hiện mồ hôi chẳng trách cho dù lấy cấp độ võ đạo của hợp ninh tinh cũng có thể dám định ra đây là hạt giống của luân hồi thụ xác thực rất kỳ dị làm sao cũng không cách nào giả mạo trồng xuống đi tiểu tháp lại nói lăng hàng ném hạt giống vào trong thổ địa mới khai khẩn ra tiểu tháp lại triển khai bí lực, tác dụng ở trên khu vực này, nhất thời, toàn bộ thổ địa đều đang phát sáng, đủ mọi màu sắc, cực kỳ kỳ diệu. Được rồi, kế tiếp chính là chờ đợi. Tiểu tháp nói, trong thanh âm có một cảm giác quể oải. Lăng hàng gật đầu nói, cực khổ rồi. Hắn ra hắc tháp, bắt đầu bày xuyên vân toa ra, trước khi lên đường đương nhiên phải biết làm sao sử dụng đồ chơi này. Xuyên vân toa chỉ dài khoảng một trường, hiện hình lưu tuyến toàn thân màu trắng bạc như một cái ngân toa bởi vậy không gian bên trong tự nhiên cũng không lớn chỉ có thể song song ngồi hai người trước sau cũng chỉ có hai ghế mà thôi đối với lăng hàng mà nói cái này không là vấn đề hắn có hắc tháp tương đương với có không gian vô hạn sau một lúc hắn đã biết làm sao sử dụng vật này hắn báo cáo cho học viện muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đây là thủ tục tất yếu hơn nữa Lăng Hàn còn có một thân phận, chính là quốc chủ của Đại Lăng triều, là con tin, muốn rời khỏi hoàng đô trước tiên cần phải được phê chuẩn. Bằng không, đây sẽ bị coi là khiêu khích loạn tinh hoàng triều. Hai ngày sau, hắn được học viện phê chuẩn. Thời điểm Lăng Hàn lập hồ sơ, mỗi thế lực trong hoàng đô đều thu được tin tức này. Cái gì? Gia Hỏa kia lại vào lúc này rời học viện, thậm chí còn rời hoàng đô. Đây là đang tìm chết sao? La Gia, triệu gia há có thể thả xuống thù hận như vậy. Vừa ra hoàng đô. Hắn chắc chắn phải chết. Chương 1032, khắp nơi đều động. Xác thực, hắn lại thiên tài cũng chỉ là trong sơn hà cảnh, sức chiến đấu tuyệt đối không thể vượt qua đại viên mãn, người có thể trấn áp hắn thực sự quá nhiều. Cho rằng có cửu quận vương làm chỗ dựa, là có thể không kiên dè gì sao. Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng quá ngu. Hừng, thiên phú võ đạo cao hay không không có quan hệ gì tới làm người và xử sự. Thiên tài như vậy. Không muốn cũng được, chỉ có thể gây rắc rối mà thôi, hơn nữa không biết tiếng thối. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn vốn muốn mời chào lăng hàng đều lựa chọn lui về phía sau. Nguyên bản bọn họ đang ngừng chân quan sát, dù sao lăng hàng đắc tội triệu luân, nếu như mời chào lăng hàng, sẽ có nguy hiểm đắc tội triệu gia, nhưng hiện tại Lăng Hàng lại biết không sợ súng. Đây để bọn họ đều lắc đầu. Mời chào Lăng Hàng về, nói không chắc vẫn chưa có chờ hắn trưởng thành liền trước lấy tai họa, diệt gia tộc mình. La gia. Tiểu tử này lại chạy ra hoàng đô. La Hồng Đạo sửng sốt một chút, đây là hành vi ngu xuẩn để hắn cũng không thể tin tưởng. Nhưng sau đó liền cười to nói, vậy thì thật là tự mình muốn chết. Đi, sắp xếp người ám sát hắn người của ám dạ đường quá vô căn cứ, lâu như vậy cũng không thể giết chết một tiểu nhân vật Sơn Hà Cảnh. Nếu hắn muốn chạy ra ngoài, vậy xử lý sạch sẽ một chút, cùng chúng ta liền không hề quan hệ. Ha, cốt xấu gì cũng là 10 vạn chân nguyên thạch, hà tất tặng không cho người. Quan trọng nhất chính là, thu hồi xích la tỏa địa võng lại, gia tộc vì thế trả cái giá quá lớn. Tuyệt không có thể rơi vào tay người khác. Triệu Luân bệ vệ ngồi xuống. Nghe Tả Tiêu cùng Phạm Dũng bẩm báo. Hắn cười gằn nói, "Phụ thân đại nhân cho ta một nhóm lớn Sơn Hà Thạch, còn có Cửu Minh thần đan, ta muốn bế quan, lúc xuất quan chính là đại viên mãn đỉnh cao. Đến thời điểm đó, ta sẽ xung kích Nhật Nguyệt cảnh, trở thành cường giả Nhật Nguyệt cảnh trẻ nhất trong lịch sử bản triều. Vì lẽ đó, nhiệm vụ ám sát này liền giao cho các ngươi." "Vâng, thiếu chủ." tả tiêu cùng Phạm Dũng đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, cung kính lĩnh mệnh. Dù Triệu Luân bị mất mặt, nhưng bọn họ không dám mất một chút xíu cung kính, bởi vì bọn họ đều biết, cũng không phải Triệu Luân không bằng Lan Hàng. Bọn họ tự nhiên càng xem trọng Triệu Luân, một cái là con trai của Đại Tướng Quân. Một cái là dung dế của tiểu thế giới đến, có khả năng so sánh sao? Cửu quận vương trẻ tuổi, đúng là tuổi tính tình khó lường, bây giờ có hảo cảm với Lan Hàng, cũng không có nghĩa là sau này vẫn sẽ thế. Mà mặc kệ như thế nào, Triệu Luân trước sau là con trai độc nhất của Triệu Đại Tướng Quân, có đúng hay không? Bọn họ đều khiếp sợ, Triệu Luân đây là biết sĩ sau đó Dũng. Nếu thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá nhật nguyệt cảnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành minh tinh chói mắt nhất của toàn bộ loạn tinh Hoàng Triều. Bước đi này quá khó có thể vượt qua, ở toàn bộ loạn tinh Hoàng Triều, trong cường giả thần cấp có ít nhất 9 phần 10 là Sơn Hà Cảnh, nhưng cuối cùng có thể đột phá đến Nhật Nguyệt Cảnh, lại vạn không còn một. Hiện tại Triệu Luân không tới ngàn tuổi, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu, tương lai sẽ quang minh cỡ nào. Hai người đều thắng phục, tuy thiên phú của bọn họ hơi kém hơn Triệu Luân, nhưng cũng là thiên tài nhị tinh tiếp cận tam tinh, nhưng so tu vi tiến bộ lại kém quá rõ ràng, hiện tại bọn họ đều đã vượt qua hai vạn tuổi, nhưng còn chỉ là đại cực vị mà thôi điều này là bởi vì bọn họ thu được tài nguyên tu luyện xa xa không bằng triệu luân mới càng phóng to ưu thế thiên phú của triệu luân tuy dung dế kia chỉ là trung cực vị nhưng nắm giữ một môn tinh thần bí thuật các ngươi cầm hai khối ngọc phù này có thể chống đối đại khái một trăm lần thần hồn xung kích triệu luân ném hai khối ngọc phù tạ thiếu chủ hai người tả tiêu vui mừng không xiết ở trong các thần khí bí bảo thần hồn là ít nhất mà tính chất công kích thì càng ít bình thường đều là phòng ngự nhưng dù như vậy bí bảo phòng ngự thần hồn vẫn cực kỳ quý giá bởi vì đây chỉ có đại năng tinh thần cảnh mới có thể chế tác triệu luân suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không đủ nắm chắc lại lấy ra một thanh bảo kiếm đưa tới nói tử nguyệt luân kiếm này liền ban tặng các ngươi phía trên có phụ thân ta vẽ chính đạo thần văn sau khi kích phát có thể phát huy ra sức chiến đấu của sơn hà cảnh đại viên mãn tả tiêu và phạm dũng nguyên bản còn có chút bận tâm dù sao lăng hàng nắm giữ xích la tỏa địa võng có thể để cho một cái trong bọn họ mất đi sức chiến đấu trực tiếp thúng sát nhưng có thần khí này sức lực của bọn họ lại tăng nhiều dù xích la tỏa địa võng thì đã làm sao trực tiếp chém nát vâng chúng ta nhất định không phụ thiếu chủ tin tưởng bọn họ ầm ầm đáp Thủy Nhạn Ngọc tìm tới, Lăng Hàng liền cùng nàng rời Hoàng Đô. Sau khi ra khỏi cửa thành, Lăng Hàng ngóng nhìn tòa thành cổ này, trong lòng tâm tư vạn ngàn, ở trong Hoàng Đô này, tuy hắn biểu hiện bình thường, lại có một loại ngột ngạt không nói ra được vẫn đang nhắc nhở hắn. Mình là một con tin. Mà hiện tại cuối cùng rời đi, để cả người hắn có một loại ung dung không nói ra được. Tuy trước đó hắn từng rời một lần, nhưng lần này không giống, lúc đó có đinh lập an tọa trấn, thật giống như phạm nhân đi ra ngoài thông khí. Thê tử, hiện tại chỉ có hai chúng ta, có phải nên cho ta một nụ hôn không? Lăng Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt nói. Ra hoàng đô, từng bước nguy hiểm, ngươi không thể chính kinh một chút sao? Được, chính kinh, chính kinh. Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa nói. Thê tử, mời. Thủy Nhạn Ngọc cũng không có đi sửa lại cách gọi của hắn, da mặt của gia hỏa này còn dày hơn tường thành, huống hồ nàng cũng có chút thích thú. Vèo. Bọn họ tiến vào xuyên vân toa, lăng hàng dịch động thần khí. Nhất thời, chiếc phi toa tràn ngập vẻ đẹp này lập tức phá không mà đi, tốc độ nhanh kinh người, cho đến khi chỉ còn dư lại một điểm đen nhỏ, mới nghe được có âm thanh truyền đến. Tại thần giới muốn đột phá tốc độ âm thanh, đây là vô cùng khó khăn, ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng rất ít người làm được. Nhìn thấy phi toa phá không, đầu trong mặt ngựa theo phía sau đều nặng nề hừ một tiếng. Không cần phải gấp cáp, mục tiêu của bọn họ tất nhiên là tinh thần hải, tới đó lại đánh lén bọn họ. Phi toa phá không, nhanh vô cùng. Chương 1033, bến tàu phách phủ. Thủy nhạn ngọc mắt nhìn thẳng, nhưng khuôn mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng không nhịn được trách mắng móng vuốt của ngươi còn dám sờ loạn, ta liền chặt nó. Lăng hàng cười hì hì, cũng không có thu tay lại, mà kéo cả người thủy nhạn ngọc lại nói, thê tử, ta liền yêu thích dáng dấp mạnh miệng nhẹ dạ của ngươi, ngoài miệng nói không muốn. Nhưng thân thể lại thành thật. Lưu manh. Thủy nhạn ngọc đỏ mặt trách mắng. Ngươi nên học chút từ mới, lăng qua lộn lại đều là hai chữ này, ta cũng nghe chán. A, à, Thủy Nhạn Ngọc vừa định phản bác, lại bị Lăng Hàng hôn môi, lời vừa tới miệng đã biến thành rên rỉ mê người, cánh tay Ngọc không tự chủ được cuốn lấy cổ của Lăng Hàng, mị nhãn mê ly như nước. Phi toa phá không, bay về phương Tây. Lăng Hàng và Thủy Nhạn Ngọc cô nam quả nữ, lại củi khô bốc lửa, khó tránh khỏi khừ khừ ta ta, lâu lâu ôm một cái là khó tránh khỏi, chỉ là hai người đều khắc chế, không có đâm phá cửa ải cuối cùng cho dù có thần khí phi hành, bọn họ cũng bỏ ra 9 ngày mới chạy tới tinh thần hải. Tinh thần hải, đây là một nội hải, truyền thuyết ở rất lâu trước đây. Nơi này là Bình Nguyên, một ngày nọ có ngôi sao từ trên trời giáng xuống, đập trúng chỗ này, tạo thành một hải vực rộng lớn. Theo suy đoán, này là mảnh nhỏ của một hành tinh bị đánh nát, bởi vậy, ở đáy biển thường thường có thể thấy kiến trúc tràn ngập phong tình dị vực, nhưng cơ bản không nguyên vẹn, ở dưới lực va đập kinh khủng làm sao còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh bất quá này dù sao cũng là mảnh nhỏ của một đại lục ở trong biển rơi lả tả số lớn thần thiết phẩm chất còn tương đối cao cái này cũng hấp dẫn rất nhiều người tới đây tìm kiếm nếu có thể tìm được một khối thần thiết cao cấp liền phát đạt nếu có thể tìm được thần binh cao cấp giá trị càng thêm kinh người kỳ thực còn không chỉ là thần binh thần thiết ở đây còn có thể tìm được công pháp linh dược, hạt giống. Có người nói còn có người tìm được khôi lỗi cao cấp, chiến lực kinh người. Nói chung, phiến nội hải này chính là một bảo tàng. Chính vì vậy, ở đây mới nảy sinh hải tặc, chuyên môn cướp người có vận khí. Đi tới sát biên giới nội hải, lăng hàng ngừng phi toa. Phiến nội hải này rất quỷ dị, đối với thần khí phi hành có hạn chế cực lớn. Sẽ sản sinh trọng lực cường đại, để thần khí phi hành chìm xuống đáy, hình như là khối tinh thần rơi xuống này còn có trọng lực bản thân cực kỳ lớn. Ngay cả đội thuyền bình thường cũng không thể đi qua đây, đi qua chỉ có thể chìm xuống. Muốn đi ở trên hải vực này, phải sử dụng thuyền do xương, da yêu thú ở trong hải vực này chế thành, mới có thể sản sinh ra sức nổi đối kháng. Bởi vì những yêu thú kia sinh sống ở trong hải vực này vô số năm, thân thể diễn biến, thay đổi đến thích ứng trọng lực lăng hàng và thủy nhạn ngọc muốn tiêu diệt hải tặc tự nhiên là ở trong nội hải nhưng sào huyệt cụ thể ở trên đảo nào bọn họ lại không biết đám hải tặc kia làm việc rất cẩn thận chưa từng có lộ ra ngoài vị trí sào huyệt làm cho tiêu diệt bọn họ trở nên rất trắc trở hoàn hảo hai người lăng hàng cũng không cần một mình thâm nhập lấy lực của hai người cũng không diệt hết được ổ của bọn chúng kế hoạch của bọn họ rất đơn giản gia nhập một đội tàu chờ hải tặc đến cướp đoạt, bọn họ nhân cơ hội xuất thủ. Ngược lại nhiệm vụ của bọn họ chính là tiêu diệt hải tặc, số lượng đủ là được rồi. Thuận tiện chúng ta còn có thể thử thời vận. Đã từng có người ở đây tìm được thần thiết cấp 10. Thủy Nhạn Ngọc nói. Lăng hàng dọc theo đường đi đã nghe Thủy Nhạn Ngọc giới thiệu qua tình huống của tinh thần hải, lúc này gật đầu, cười nói, vận khí của ta luôn luôn tốt. Này thật không phải hắn thổi, bởi vì hắn khai thiên mà đến, chiếm được thiên địa khí vận gia trì, vận khí quả thực tốt hơn người bình thường vô số lần. Không nên xem thường vận khí, lúc còn ở Hằng Thiên Đại Lục, Hiên Viên Tử Quan là người có vận khí nghịch thiên, xuất môn sẽ bị linh khí vấp chân, nhảy xuống vực có thể thu được truyền thừa vô thượng. Vận khí của Lăng Hàn không có nghịch thiên như Hiên Viên Tử Quan, nhưng tuyệt đối cũng thuộc về loại người bị may mắn bao phủ. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, nàng có nghiên cứu tương đối với tiểu thế giới. Biết khai thiên chi chủ sẽ nhận được thiên địa ban thưởng. Bao quát lực lượng đề thăng, cải tạo thể chất còn có quán chú khí vận. Đoạn đường này, lấy ngươi làm chủ. Nàng nói. Lăng hàng thu hồi xuyên vân toa, vừa cười vừa nói, phu chính phụ tùy, ngươi vốn nên nghe ta. Xú lưu manh. Thủy nhạn ngọc hừ một tiếng. Bỏ thêm một chữ xú, ngươi đã có ý mới. Lăng Hàng cười nói: "Đi." Thủy Nhạn Ngọc đi trước. Mục tiêu của bọn họ là bến tàu Phách phủ, ở đây Định Kỳ sẽ có đội thuyền rời bến, dĩ nhiên phải giao một khoản phí ra khơi xa xỉ, dù sao người ta nắm giữ đội thuyền hàng hải độc quyền ở đây a, à, bến tàu không xa, hai người rất nhanh liền đi tới. Bởi vì người rời bến quá nhiều, nơi này là trạm tiếp tế trọng yếu. Nên phụ thuộc vào bến tàu cũng phát triển ra một trấn nhỏ khách sạn, thanh lâu, sòng bạc mọi thứ đều có, hưởng thụ ở nơi này hoàn toàn không thua thành phố lớn như Hoàng Đô. Nhưng trấn cuối cùng là trấn, ngang dọc không quá 10 dặm, ba mặt đều lấy tường cao dựng lên, trên tường còn có thần văn, hiển nhiên hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Mặt khác là đại hải, có thể thấy có hơn 10 chiến thuyền và các đội thuyền lớn nhỏ đang đổ. Ở trong trấn, có một lá cờ kéo thật cao, phía trên vẽ một cây búa máu tươi dầm về chính là tiêu chí của nơi này. Hai người lăng hàng tới lối vào của trấn nhỏ, lập tức bị người ngăn lại. Mỗi người một khối chân nguyên thạch. Đối phương tổng cộng có 5 người, đều khoanh tay trước ngực, ở trên người lăng hàng cùng thủy nhạn ngọc quét một vòng, cuối cùng đều chăm chú vào trên người thủy nhạn ngọc. Đánh giá từ trên xuống dưới, hận không thể ánh mắt sinh tay, lột nàng ra sạch sẽ. Lăng hàng hơi dời thân thể, Chắn thủy nhạn ngọc ở phía sau nói, chưa nghe nói qua tiếng vào bến tàu phách phủ còn phải giao tiền. Hiện tại ngươi nghe rồi. Một gã tráng hán bận bạch y nói. Bất quá, nếu để cho mỹ nữ phía sau ngươi hôn chúng ta một cái mà nói, vậy chỉ cần giao một khối là đủ. Lại một tráng hán cười nói, khuôn mặt dâm tà. Hắc hắc, nếu như chịu cho ta làm một đêm, lão tử nguyện ý cho lại một khối chân nguyên thạch. Ha 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 ha. Năm người này đều cười ha hả chương 1034, tiến vào trấn. Ở trong hoàng đô, mặc dù có loại hậu duệ quyền quý như Triệu Luân, Sa Nguyên, La Phách, tác phong hành sự thập phần bá đạo, nhưng dù sao nơi đó cũng là dưới chân thiên tử, dù có quá phận cũng giới hạn trong cấp bậc ăn chơi trác tán. Ở đây, là nhược nhục cường thực, thói xấu của nhân tính phóng lớn đến cực hạn. Thế giới của võ giả Nắm tay là vương, thực lực vi tôn tiểu nương tử dáng giúp thực là đẹp không nghĩ tới ở địa phương thiên giả lại còn có mỹ nữ như vậy đến cười cho đại gia một cái một gã tráng hán nhịn không được đưa tay đẩy lăng hàng ra đi đùa dẫn thủy nhạn ngọc sắc mặt của lăng hàng không khỏi đen lại cười cho đại gia một cái là lời kịch của hắn có được hay không hiện tại lại bị một nhân vật như du côn nói ra chẳng phải là kéo đẳng cấp của hắn xuống hắn đưa tay nắm lấy cổ tay tráng của hán kia nói, ngay cả vợ của ta cũng dám đùa giỡn, các ngươi thật to gan. Sát, lại dám hoàn thủ. Tráng hán kia sửng sốt, chợt vung kiếm, lại phát hiện tay của mình như bị sắt kẹp, căn bản không thể động đậy. Hắn hung tính đại phát. Tay kia quất tới lăng hàng. Hừ. Lăng hàng rung tay một cái, ba ba ba, thanh âm xương bể nát truyền ra, chỉ thấy cả cánh tay tráng của hán kia như bột mì, mềm nhũng, tất cả đầu khớp xương đã bị chấn nát bấy. A, à, tráng hán kia sửng sốt một lúc mới phản ứng được, chợt thảm kêu lên. Thật to gan, lại dám tổn thương người của hắc ngũ bang chúng ta. Bốn gã đại hán khác giận tím mặt. Đều rút binh khí ra, vây hai người lăn hàng lại. Năm người này đều ở sơn hà cảnh, nhưng chỉ là tiểu cực vị mà thôi, hai tiền kỳ, hai hậu kỳ, chỉ có một đạt tới đỉnh phong. Thủy Nhạn Ngọc đứng ra, chiến ý hừng hực. Nàng bởi vì phát chút tài, ở trên đấu giá hội cũng mua lại ba khối sơn hà thạch, hơn nữa còn mua một ít linh dược, Tu Vi bây giờ đã trực bức tiểu cực vị đỉnh phong. Đang nóng lòng muốn thử, muốn biết thực lực của mình đề thăng bao nhiêu. Bốn người này có thể nói là tự đưa mình tới cửa. Nàng quát một tiếng, trường kiếm tuôn ra, nhẹ nhàng như tiên tử, quyến rũ lại như ma nữ bốn người kia nguyên bản còn đắm đuối, nhưng Thủy Nhạn Ngọc tước ra một kiếm, bọn họ nhất thời lộ vẻ kinh hải, nào còn có ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Vội huy động binh khí đón đánh. Dù cho ở trong xích thiên học viện, thiên tài nhất tinh cũng hữu hạn, nhìn khảo hạch nhập học lần này của Bắc Phân Viện sẽ biết, đi qua tầng năm chỉ có hai mươi mấy người mà thôi. Nhưng xích thiên học viện là nơi hội tụ thiên tài trẻ tuổi của toàn bộ loạn tinh Hoàng Triều, so sánh như thế, liền có thể thấy thiên tài nhất tinh hiếm thấy. Thủy nhạn ngọc chính là trên nhất tinh, không đủ nhị tinh, nhưng đây cũng không phải cố định, thời gian tới khả năng rảo bước tiến lên nhị tinh, cũng có thể thối lui đến nhất tinh. Bất quá cộng thêm thần khí trong tay, chiến lực của nàng bây giờ có thể trên nhị tinh. Trái lại bốn người khác, chỉ là hạng người tầm thường, cũng không có năng lực vượt cấp chiến đấu. Bởi vậy, cho dù là lấy một địch bốn, nhưng thủy nhạn ngọc lại chiếm cứ chủ động ưu thế hết sức rõ ràng dù sao nàng chính là có hai tiểu cảnh giới áp chế một chọi bốn cũng dễ dàng len ken len ken nàng thập phần cường thế tiếu dung ngưng tụ thành băng so với lăng hàng nàng tự nhiên càng thêm phẫn nộ chuyện bị người đùa giỡn a à, a à, tráng háng bị lăng hàng bắt được sợ ngây người lúc này mới ý thức được hai nam nữ này không dễ chọc dưới giật mình tự hồ ngay cả cánh tay đau đớn cũng không cảm giác được, thẳng đến bị lăng hàng tác một cái, hắn mới lại kêu thảm lên. Câm miệng. Lăng hàng quát một tiếng. Ta hỏi ngươi đáp, nếu để cho ta có chút không hài lòng, ta trước phế ngươi một cánh tay, lại đoạn hai đùi, minh bạch chưa? Vâng. Trên đầu tráng hán kia đều là mồ hôi lạnh, nhưng từ thanh âm lạnh lùng của lăng hàng, để hắn không chút nghi ngờ đối phương là một người sát phạt quả quyết vội nhìn xuống đau nhức đáp. Trong lòng hắn thầm kêu không may, sớm biết đôi nam nữ này cường thế như vậy, đánh chết hắn cũng không lên trêu chọc. Nói một chút, trong trấn này có bao nhiêu thế lực, nhà nào mạnh nhất? Lăng Hàng hỏi, đi tới một địa phương xa lạ, chuyện thứ nhất chính là biết rõ ràng cách cục thế lực của nơi này. Tráng hán kia vội tổ chức tâm tư một chút, lúc này mới nói. Đừng nhìn bến tàu phách phủ không lớn, nhưng bởi vì rất nhiều người rời bến, ở đây cũng cất dấu lợi ích kinh người, hấp dẫn rất nhiều thế lực. Lớn nhất đương nhiên là người sở hữu bến tàu phách phủ. Dương Gia Dương Gia Gia chủ tên Thông Thiên, Tu Vi Nhật Nguyệt Cảnh Đại Cực Vị. Phóng tới Hoàng Đô, cũng có thể xếp vào thế lực tứ lưu, tương đối bất phàm. Phách phủ là xưng hào gia chủ đời thứ nhất của Dương Gia, từ nghìn vạn năm trước, Dương Gia liền đặt chân tới đây, lịch sử còn dài hơn loạn tinh Hoàng Triều truyền thừa đến thế hệ của Dương Thông Thiên. Đã tiếp cận trăm đời. Mỗi một đời Dương gia gia chủ sẽ kế thừa Xưng Hào Phách Phủ cùng thần khí Phách Phủ, phẩm chất cao tới cấp 8, có thể đối kháng Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Dương gia có thể tọa trấn nơi này, nghìn vạn năm không suy. Nơi đây, tất cả đội thuyền đều ở dưới sự khống chế của Dương gia. Mà võ giả rời bến mang theo thu hoạch trở về, dương gia cũng sẽ thu mua trước tiên, thông thường có thể lấy giá tiền thấp nhất ăn vào. Vô số năm qua, thế lực dương gia cường đại, không thể dao động. Dương gia ăn thịt, dĩ nhiên cũng sẽ lưu chút canh cho người khác. Bởi vậy, ở đây còn có năm bang phái, phân biệt khống chế các loại làm ăn như thanh lâu, sòng bạc, khách sạn. Trong trấn nhỏ, vì tranh đoạt khách hàng. Những thế lực này bình thường cũng đánh nhau không ít, người chết là chuyện bình thường ở đây không có sinh tử lôi đài gì, một lời không hợp liền có thể đao kiếm tương hướng, động chỉ biết phân ra sinh tử. Cũng vì vậy, sinh ý của khách sạn nơi này mới sẽ vô cùng tốt, bởi vì vào ở khách sạn, ngươi sẽ được khách sạn bảo hộ, không cần lo lắng khuya khoắc có người mò đến bên giường chém đầu của ngươi xuống. Dĩ nhiên, khách sạn ở đây thu lệ phí rất xa xỉ, vẫn có rất nhiều người vì tiết kiệm tiền, tùy tiện ở trên đường tìm cái góc nào đó nghỉ ngơi một chút, bất quá đa số không còn đứng lên nữa, tài vật trên người dĩ nhiên cũng bị cướp sạch sẽ. Hắc ngũ bang, chính là một trong năm bang phái dưới trướng dương gia, khống chế năm khách sạn, ba sòng bạc cùng hai thanh lâu trong trấn. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1035, Miệng Tiện Lão đại của thế lực này gọi Khương Cát, cường giả nhật nguyệt cảnh trung cực vị, còn là tiền kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ thì không biết, ngược lại rất ngưu bức là được. Bất quá, gần đây hát ngũ bang và đại thừa bang đấu với nhau lợi hại, song phương đều tổn thất thảm trọng, bởi vậy hát ngũ bang mới có thể không tiếc tháo chạy đến cửa chính thu phí ra vào. Phụ chi tiêu Nhật Nguyệt Cảnh A, hiện tại đánh không lại. Lăng Hàng thì thào nói. Đừng nói hiện tại hắn chỉ là trung cực vị, dù đạt tới đại viên mãn cũng không thể địch nổi Nhật Nguyệt Cảnh, đạo hạm này được xưng lạch trời chưa từng nghe nói thiên tài nào có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ. Như vậy, khách sạn của Hắc Ngũ Bang là không thể ở. Hắn nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc nói, thê tử, đừng đùa nữa, chúng ta nhanh đi vào. Kỳ thực Thủy Nhạn Ngọc sớm có thể chiến thắng bốn người kia, chỉ là nàng muốn thử các loại kỹ xảo của mình một chút, lúc này mới lấy bốn người kia bồi luyện. Bị Lăng Hàng gọi như thế, nàng cũng mất đi hứng thú, lúc này thần kiếm vãn một kiếm hoa, bạo phát ra toàn lực. Thình thịt thình thịt thình thịt thình thịt. Bốn người kia nhất thời bị chém bay, ngực có tiên huyết chảy ra, đều bị thương nặng, nhưng không chết. Nàng tuyệt không phải người lỗ mãn, ở đây quan hoàng của thủy gia không sử dụng được, đệ tử của xích thiên học viện cũng sẽ không có tác dụng bảo hộ, bởi vậy, có thể không đắc tội chết thì không cần đắc tội chết. Bọn họ ở cửa vung tay như thế, tự nhiên không có khả năng không ai thấy. Nhưng người đi qua đều làm như không thấy, giống như chuyện này quá bình thường vậy. Loạn. Này là đều là khách ngũ hồ tứ hải, không thể nghĩ bởi vì hoàng đô trật tự nghiêm minh mà thiên hạ sẽ thái bình thịnh thế được. Lăng hàng cùng thủy nhạn ngọc vào trấn, bọn họ đi bến tàu trước, biết được đội thuyền nơi này mỗi ba ngày mới có thể rời một chuyến, vừa khéo. Chuyến mới nhất ngày hôm qua đã ra khơi, bọn họ muốn rời bến mà nói, vậy phải chờ thêm hai ngày. Bởi vậy, hai người trước đi tìm chỗ ở lại. Khách sạn của Hắc Ngũ Bang đương nhiên là không thể ở, Lăng Hàng cố ý đi tìm khách sạn của Đại Thừa Bang, hai nhà đang đánh cho lửa nóng, vậy hắn đắc tội Hắc Ngũ Bang cũng không sợ đối phương cấu kết với Đại Thừa Bang. Nửa đêm mưa tài sát hại tính mệnh. Khi bọn hắn tiến nhập khách sạn, thân thể gợi cảm mê người của Thủy Nhạn Ngọc lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, có một chút càng không che giấu dục vọng chút nào. Mỹ nữ là tài nguyên bình thường nhất của Hợp Ninh Tinh, chỉ cần đạt đến sơn hà cảnh, muốn cưới một mỹ nữ làm vợ thực sự là quá dễ dàng. Nhưng mỹ nữ cũng có ba bảy loại chi phân. Thân phận địa vị bất đồng, cũng sẽ để lực hấp dẫn của mỹ nữ sản sinh biến hóa bất đồng. Đồng dạng là một nữ nhân, con gái rượu cùng công chúa hoàng thất, vậy cảm giác chinh phục có thể như nhau sao? Mà như thủy nhạn ngọc không chỉ dáng dấp xinh đẹp động nhân, còn có một khí chất trời xanh quyến rũ, mọi cử động phong tình vạn chủng, để người thần hồn điên đảo. Hơn nữa nàng có tu vi thần cấp, tự nhiên thành tiêu điểm cho chúng nhân chú mục. Vư vật như vậy, ai thấy sẽ không động tâm. Nữ nhân thật xinh đẹp. Xem cái mông, vừa tròn vừa vẹn, thật muốn đi tới sờ một cái. Hắc hắc, ngực cũng thật lớn, lão tử phỏng chừng một tay cầm không hết trong sảnh có rất nhiều người đang dùng cơm, một ít người đã miệng đầy ô uế nói. Ánh mắt của Lăng Hàng phát lạnh, theo dõi một người trong đó. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đó là một trung niên nam tử nhìn qua chừng 40, thân dài tráng kiện, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Hắn lại còn mặc một trường bào đỏ thẫm, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Hắn chỉ vào Lăng Hàng nói, nhìn nữa, lão tử đánh chết ngươi. Lăng Hàng Thủy Nhạn Ngọc nắm hắn lại. Không muốn để cho hắn động võ ở đây. Lăng Hàng lắc đầu, giật tay nàng lại, tiếp đó đi tới trung niên nam tử kia. Tiểu tử. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan sao? Trung niên nam tử cười lạnh nói. Ngươi là nhị thế tổ của gia tộc nào đi, mới để cho ngươi chiếm được mỹ nữ như vậy? Thiết, không có gia thế như vậy, ngươi xứng sao? Hắn tràn đầy đố kỵ, mắt có chút hồng. Nghĩ tới hắn chính là Sơn Hà cảnh đại cực vị, lại căn bản không có diễm phúc như Lăng Hàn. Một mớ tuổi sống ở trên thân chó, nói không giữ miệng, vậy cái miệng này có ích lợi gì? Lăng Hàn sải bước đi y qua, trên mặt tất cả đều là sương lạnh. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc phải ở chỗ này hai ngày, nếu hắn không lập uy mà nói, tránh không được còn muốn bị những người này miệng tiện. Chiếm tiện nghi của Thủy Nhạn Ngọc Miệng thật cứng, trung niên nam tử kia cười lạnh. Thanh niên, ngày hôm nay bổn đại gia hảo hảo dạy ngươi một chút, không có gia thế, ngươi cái gì cũng không phải. Hai người dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng, những người khác đều hi hi ha ha ở một bên xem cuộc vui. Việc này không liên quan tới mình tự nhiên ai cũng sẽ không can thiệp vào. Mà chủ quán cũng không có ngăn cản, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là phòng ngừa có người ngoài tới quấy rối. Hai người này đương nhiên là tự muốn đánh nhau, vậy đánh chết cũng không quan hệ dĩ nhiên nếu trung niên nam tử kia hay lăng hàn nhờ giúp đỡ mà nói bọn họ sẽ ngăn cản chiến đấu lăng hàn đã đến gần hắn động nộ khí thế tán ra có một loại oai khiếp người đây là bởi vì thần thức của hắn mạnh hơn trung cực vị thông thường lại được bất diệt thiên kinh thiên truy bách luyện tự nhiên như một kiện thần binh muốn chết trung niên nam tử kia vỗ một cái tát đánh thẳng tới ót của lăng hàn mặc dù hắn nói muốn giáo huấn lăng hàn, nhưng vừa ra tay chính là chiêu sát nhân. ai tin tưởng hắn nói thì quá ngây thơ rồi. lăng hàn hừ một tiếng, đồng dạng huy ra một chưởng, nên đón tay của trung niên nam tử. ba, hai chưởng va chạm, nhất thời, một thanh âm thật lớn vang lên, chỉ thấy một đạo sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được bắn ra, nhất thời chấn bay vài cái bàn ở phụ cận. a à trung niên nam tử kia phát sinh tiếng kêu thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy tay mình như vỗ vào thần thiết, chấn đến xương tay của hắn nứt ra. Khó chịu không cách nào hình dung. Hắn hoảng sợ nhìn lăng hàng, làm sao cũng không thể nào tin nổi. Thanh niên mới trung cực vị kia cư nhiên có lực lượng lớn như vậy. Hắn chính là đại cực vị sơ kỳ. Hắn lùi lại một bước, tay phải ngưng hóa thành nắm tay, lại quất tới lăng hàng. Lăng hàng đồng dạng hóa quyền, một quyền đối oanh. Chương 1036, đánh bể. Thình thịch. Nhất thời, thân hình của trung niên nam tử lay động, đằng 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 lùi lại bảy bước, đụng phải cái bàn phía sau, dưới lực lượng hộ thể va chạm, trực tiếp hóa thành gỗ vụn. Hắn vẫn không có ngừng thế lui, cho đến gần một cái bàn có người, bị người kia phất tay giữ lại, cuối cùng mời ngừng được. Hắn nghe răng, giơ tay lên nhìn chỉ thấy trên nắm tay hãm xuống một đoàn hiển nhiên đầu khớp xương khẳng định bị cắt đứt bằng không không có khả năng xuất hiện vết thương như vậy thực sự là gặp quỷ làm sao có thể có thể phách như vậy trung niên nam tử vừa sợ vừa giận nguyên bản võ giả tối kỵ gần người giao đấu hắn là khi dễ cảnh giới của lăng hàn không bằng mình không nghĩ tới hai lần đối oanh hắn đều liên tục chịu thiệt để hắn hối hận không gì sánh được tiểu tử này chắc là chuyên tu thể phách nên phòng ngự mới có thể đáng sợ như vậy hắn càng thêm khẳng định thân phận của lăng hàn nhất định là truyền nhân của đại thế gia nào mới có nhiều tài nguyên rèn luyện thể phách như vậy phải biết rằng đề thăng thể phách tới thần cấp điều này cần cái giá cao đến kinh người mỗi ngày đều phải lấy thần dược trân quý tắm rửa ngày qua ngày trải qua vô số năm mới có thể làm được bằng không người người đều biết thể phách mạnh mẽ có lợi thật lớn nhưng vì sao tu người thành thần thể ít như vậy không phải không muốn mà là căn bản làm không được trung niên nam tử kia đố kỵ đến phát cuồng cảnh giới của thanh niên này thấp hơn mình lại có thể phách mà mình ước mơ tha thiết có nữ nhân xinh đẹp toàn bộ bởi vì xuất thân của đối phương có một gia thế tốt mà thôi chết hắn hét lớn một tiếng ông một tiếng gầm từ trong miệng hắn phát sinh hóa thành hình người dương động một cây gậy nhắm đầu của lăng hàng gõ qua. Hắn cuối cùng học được giáo huấn, một kích này kéo ra cự ly đấu với lăng hàng. Loại vũ kỹ âm ba Lăng hàng hơi kinh ngạc, loại vũ kỹ này rất hiếm thấy, không nghĩ tới mới đến đây cư nhiên đã bị hắn gặp phải. Nhưng vô luận vũ kỹ gì, cuối cùng vẫn phải xem thực lực người sử dụng, hắn tự nhiên không sợ. Hưu, hắn giết qua, muốn trực đảo Hoàng Long âm ba hóa thành nhân hình gõ tới một côn, lăng hàng chỉ khoát tay, hất cây côn qua, thình thịch. Thân hình của hắn hơi dừng lại một chút, nhưng côn oai cũng bị hắn hóa giải. Hắn nhìn xuống cánh tay, chỉ thấy quần áo bị phá, trên da cũng lưu lại một dấu vết nhợt nhạt. Dù sao cũng là đại cực vị, không thể kinh thường. Hắn chỉ cảm khái một chút, nhưng để người bàn quan đều kinh ngạc không gì sánh được. Ui uy uy uy, Tiểu tử này chỉ là trung cực vị, lại có thể chính diện đối kháng với đại cực vị sơ kỳ Lô Kỳ Vĩ. Còn để Lô Kỳ Vĩ ăn một chút thua thiệt, thực lực này thật có chút kinh người. Ít nhất là thiên tài nhất tinh. Thể phách càng kinh người, tất nhiên là con em của đại thế gia, từ nhỏ lấy các loại thần dược luyện thể. Ý nghĩ của bọn họ không khác Lô Kỳ Vĩ, đều nhận định Lăng Hàn là đệ tử của đại thế gia, mới có thể có thể phách mạnh mẽ như thế thậm chí càng bởi vì điểm này mới để hắn trở thành thiên tài nhất tinh. Người ở đây, cơ bản đều là tán tu, không có xuất thân tốt, nhất thời tràn đầy đố kỵ với lăng hàng. Chết! 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 Lô kỳ vĩ không ngừng di động thân hình, một bên liên tục há mồm trích gào âm ba một đạo đón một đạo đánh ra, đều hóa thành nhân hình, huy côn đánh tới lăng hàng. Thình thịt, thình thịt, thình thịt, thình thịt một côn đón một côn, mặc dù này không cách nào tạo thành thương tổn cho Lăng Hàng, nhưng dù sao cũng là một vị cường giả đại cực vị xuất thủ, xanh xanh ngăn trở Lăng Hàng, để hắn không thể gần người. Ha 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 ha, thanh niên, ngươi xuất thân tốt chỉ cho cơ sở của ngươi siêu việt những người khác, nhưng chiến đấu, còn phải xem kinh nghiệm. Lô Kỳ Vĩ cười to nói, ta chiến đấu đến nay, đã có 21 vạn năm, ngươi làm sao so với ta? Lăng Hàng không khỏi liếu lưỡi, đối với một người từ tiểu thế giới đi ra mà nói, đã quen cực hạn sinh mệnh của thường nhân, coi như là phá hư cảnh cũng chỉ có thể sống trên ngàn năm. Dù cho hắn đã nhảy vào trung cực vị, nhưng vẫn không có thả mình tới vị trí đồng dạng. Sinh mệnh cực hạn của hắn đã đạt đến 20 vạn năm. Từ điểm đó mà nói, tuổi của hắn còn trẻ đến đáng sợ. Hắn cười nhạt nói, phải không? xem ta đập nát khuôn mặt tiểu bạch kiểm của ngươi nhìn ngươi còn có thể cười như vậy hay không lô kỳ vĩ trống to hơn ông lúc này âm ba nhân hình lớn hơn nhiều gấp ba còn cầm một thanh lợi kiếm âm ba gào thét mà đến trường kiếm mà thứ đâm thẳng tới mặt của lăng hàng lăng hàng hừ một tiếng vương tay phải ra nhẹ nhàng nhấn một cái ông phát động trọng lực thần văn thân hình âm ba nhân rơi xuống động tác hoàn toàn biến hình Thình thịt một kiếm này của âm ba nhân trực tiếp chém lên mặt đất nhất thời chém sàn nhà ra một cái động lớn bụi bao phủ để rất nhiều người huy tay lên ngăn cản bụi xâm lấn nhưng cũng có mấy người ngồi ngay ngắn bất động bụi di động đến lại bị một tầng bình chướng vô tận cản lại không thể tiến thêm mấy người này nhìn như phổ thông nhưng nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện trong thân thể của bọn họ cất dấu khí tức đáng sợ một khi bộc phát mà nói có thể đơn giản nghiền bất kỳ một sơn hà cảnh nào thành tro. Bọn họ là cường giả nhật nguyệt cảnh. Cái gì? Lô kỳ vĩ kinh hải. Kích vừa nãy kia là đại chiêu của hắn, nhưng cư nhiên bị lăng hàng hóa giải, điều này làm cho hắn không thể tiếp thu. Lăng hàng truy kích, đánh ra một quyền. Hừ. Tuy Lô Kỳ Vĩ khiếp sợ, nhưng sẽ không khoanh tay chịu chết, thân hình vội vã rút lui, vừa há mồm phun ra âm ba công kích chỉ là lăng hàn đã động thật chút âm ba này còn có thể uy hiếp gì sao trọng lực thần văn phát động chút âm ba kia đều bị đè ép thậm chí trực tiếp vỡ nát phải biết rằng sơn hà thạch đặc biệt chính là chí bảo thu hoạch lại khó như vậy uy lực sao sẽ giản đơn lăng hàn lấy trọng lực thần văn ảnh hưởng thân pháp của lô kỳ vĩ trong nháy mắt đã kéo gần cự ly của hai người một quyền nặng nề đập tới Lô Kỳ vĩ ra tay chống đỡ, nhưng ở dưới ảnh hưởng của trọng lực. Hắn xuất thủ cũng chậm một nhịp, bị một quyền của Lăng Hàng Cường thế đột nhập, nặng nề đánh lên mặt của hắn, nhất thời, bắp thịt trên mặt hắn từng tầng ba động, tiếp đó hé ra. Hắn bị đánh bay ra ngoài, mắt thấy sẽ đụng vào một cây cột, nhưng có người nhanh nhảy lại, đưa tay nắm lấy hắn, bằng không, nếu cây cột bị đụng gãy mà nói, lầu này cũng coi như xong. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1037, Hắc Ngũ Bang đánh tới. Thường. Chúng nhân nhìn lại Lô Kỳ Vĩ, không khỏi hoảng sợ, nửa bên mặt của hắn đã không còn, có thể tin tường thấy xương gãy, thịt vụn, huyết tinh không gì sánh được. Được rồi, đánh tiếp nữa sẽ xảy ra án mạng. Nắm Lô Kỳ Vĩ chính là một lão giả râu bạc, vừa nãy căn bản không có người thấy hắn ở nơi nào, như đột nhiên xuất hiện vậy hắn là cường giả nhật nguyệt cảnh lúc này khí tức hiện ra hết hoàn toàn phía sau có một vòng nhật nguyệt hoàn chỉnh cho thấy hắn chính là tiểu cực vị đỉnh phong tiền lão gặp qua tiền lão rất nhiều người đều cung kính hành lễ lão giả này họ tiền tên ý chính là một gã nguyên lão của đại thừa bang chớ nhìn hắn mặt mũi hiền lành nhưng nổi danh sát tinh thủ đoạn tàn nhẫn người chết trong tay hắn vô số kể Lăng Hàng cũng không có thừa thắng truy kích, hắn chỉ là muốn lập uy mà thôi, miễn cho chúng nhân ô ngôn quế ngữ với Thủy Nhạn Ngọc. Hắn nhìn tiền ý khẽ gật đầu, tiếp đó đi tới quầy hàng nói, chúng ta muốn ở trọ. Muốn một gian hay hai gian? Chưởng quỷ hỏi. Một gian. Hai gian. Câu trước là Lăng Hàng nói. Nhưng Thủy Nhạn Ngọc vội vã sửa chữa. Một gian. Lăng Hàng ôm Thủy Nhạn Ngọc, để thân thể mềm mại của nàng nhũng ra, phản bác đến miệng cũng hóa thành bạch nhãn mê ly, làm người ngây ngất. Một ngày một khối chân nguyên thạch, trong lúc ở trọ, tuyệt đối bảo chứng an toàn, bất quá, nếu ngươi muốn đánh nhau với người khác, vậy thì khác rồi. Phiền phức, trước dự chi 10 ngày phí dụng. Ở không hết mà nói, thứ cho không trả lại, 10 ngày sau nếu như còn muốn tiếp tục ở, vậy lại thêm 10 khối. Chưởng quỷ nói. Thật hắc ở đây ba ngày thuyền rời bến một lần, thông thường người ta chỉ ở hai ba ngày, nhưng hắn phải giao tiền thuê trong mười ngày, còn không lấy lại khoản dư được. Lăng hàng móc ra mười khối chân nguyên thạch đưa tới, này với hắn bà nói chỉ là tiền lẻ, thật không quan tâm lắm. Thiếu gia, tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Một gã tiểu nhị ở bên cạnh nói. Hắn dẫn hai người lăng hàng lên lầu, này tổng cộng có năm tầng, bọn họ đi tới tầng thứ tư gian phòng tuyệt không tính hoa lệ ưu nhã nhưng ở khách sạn mục đích là vì an toàn ở chỗ này tương đương với có đại thừa ban che chở trừ khi dương gia mở miệng muốn người bằng không ở đây là tuyệt đối an toàn hai vị dự định nghỉ ngơi một chút hay là đi xuống lầu dùng cơm tiểu nhị hỏi nghỉ ngơi được vậy tiểu nhân không quấy rầy nhị vị nữa tiểu nhị lui ra ngoài cũng đóng cửa lại trong phòng nhất thời chỉ còn lại có hai người, Thủy Nhạn Ngọc thấy Lăng Hàn nhích lại gần, vội lộ ra vẻ cảnh giác nói, ngươi chớ làm loạn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói, trong đầu ngươi nghĩ là cái gì vậy? Hắn lấy thần thức truyền âm nói, ngươi không phải biết ta có không gian thần khí sao, hiện tại mang ngươi vào kiến thức một chút. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời lộ ra ý động, không gian thần khí A, thần vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng không có khả năng có. Không nên chống cự thần của ta thức. Lăng Hàn nói. Ừ. Ngô. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, ai ngờ bị Lăng Hàn hôn lên, để cho nàng phát ra tiếng ô ô, vội đưa tay đẩy, nhưng hai tay càng ngày càng vô lực, trầm mê ở trong nụ hôn nồng nhiệt của Lăng Hàn. Bị hôn tâm hoảng ý loạn, tự nhiên mất hồn mất vía, bị Lăng Hàn đơn giản thu vào trong hắc tháp nàng vẫn còn chưa phát giác ra thẳng đến lăng hàng buông lỏng miệng qua một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại sẵn giọng đồ lưu manh ngươi lại đùa giỡn còn chưa nói hết câu nàng liền cứng họng bị tràn cảnh trước mắt dọa khiếp sợ đây là một thế giới rộng vô ngần có dược điền thành phiến có núi xanh bích thủy có linh cầm tiên hạt tiên vụ lượng lờ giống như nhân gian tiên cảnh thủy nhạn ngọc bị trùng kích to lớn Nàng chưa từng gặp qua không gian thần khí, lẽ nào đều lớn như thế sao? Đây cũng không phải hai chữ không gian có thể hình dung, mà là một thế giới. Lăng Hàn mỉm cười nói, nơi này, ngươi còn hài lòng không? Ừ. Ừ. Thủy Nhạn Ngọc liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Nhưng nàng lập tức cả kinh nói, chúng ta đều vào đây, không gian thần khí sẽ bị người phát hiện a. À? Sẽ không Lăng Hàn cười lắc đầu. Ta gọi cái này là hắc tháp, bởi vì ngoại hình chính là một lầu tháp chín tầng màu đen, nhưng chỉ có ta mới có thể thấy, bởi vì quá nhỏ, giống như giới tử, nên trừ ta, ai cũng không có khả năng phát hiện một vật còn nhỏ hơn bụi bặm. Thủy Nhạn Ngọc tin tưởng, bởi vì nàng chỉ thấy qua Lăng hàng đột nhiên tiêu thất, mặc kệ nàng tìm kiếm làm sao cũng không cách nào tìm được. Vậy có món bảo vật này, chẳng phải chúng ta luôn đứng ở thế bất bại sao? nàng ngạc nhiên nói. Thê tử nói không sai. Lăng Hàng không khách khí ôm nàng, mới vừa rồi còn thật không có hôn đã nghiền. Đồ lưu manh. Thủy nhạn ngọc nhẹ giọng lầm bầm, lại không có dãy dụa quá mãnh liệt, mắt thấy chí bảo như vậy, cảm xúc của nàng cũng dâng trào, có một loại tình cảm mãnh liệt dập dần. Hai người liều chết dây dưa, thẳng đến lúc sắp sát thương cướp cò mới dừng lại. Dẫn ngươi đi xem đồ tốt. Lăng Hàng dẫn Thủy Nhạn Ngọc đi tới địa phương trồng luân hồi thụ. Thủy Nhạn Ngọc mở to mị nhãn, chính là phiến đất trống này sao? Không không không, tiếp qua không lâu, ở đây sẽ có một gốc luân hồi thụ. Lăng Hàng giàu dạt đắc ý nói. Thủy Nhạn Ngọc sửng sốt. Chính là hạt giống luân hồi thụ trước khi ngươi đấu giá sao? Nhưng ngươi không biết sao, này cần 12.000 tỷ năm mới có thể chân chánh lớn lên. Hắc hắc, yên tâm, tuyệt sẽ không chờ đến ngươi già đâu. Lăng Hàng cười to, nhéo nhéo mặt của nàng. Tối đa ba năm, luân hồi thụ này có thể phát huy kỳ hiệu, đến lúc đó ngươi tu luyện ở nơi này, một ngày liền có thể bằng một đời. Thủy Nhạn Ngọc có chút hoài nghi, dù sao người ta đã nói, này cần 12.000 tỷ năm mới có thể lớn lên, nhưng vấn đề là, người ta có không gian thần khí sao? Ngay cả thần khí như vậy cũng có, lại có một ít năng lực không thể tưởng tượng nổi cũng không có gì a à, nàng lựa chọn tin tưởng lăng hàn quả nhiên ngươi là một người có đại khí vận thủy nhạn ngọc gật đầu nói có thể khai thiên mà đến đây há là người tầm thường lăng hàn cười hắc hắc nói đó là dĩ nhiên bằng không sao có thể có yêu tinh xinh đẹp như ngươi yêu thương nhung nhớ chứ ai ai yêu thương nhung nhớ da mặt của thủy nhạn ngọc còn có chút mỏng không quen bị lăng hàng đùa giỡn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt hạnh như nước, mềm mại đáng yêu đến làm cho lòng người mềm nhũng. Chương 1038, hắc ngủ ban đánh tới, hạ. Ngươi cái đồ lưu manh. Nàng nhớ tới chuyện bị lăng hàng nhìn trộm tắm, không khỏi sinh giận, giơ nắm tay đánh tới lăng hàng. Chút lực lượng này sao bị lăng hàng để vào mắt, một cái nhào tới, hắn liền đè lên yêu tinh mê người này, hai người lăng ở trên cỏ, rất nhanh lại hôn nhau. Một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc xuống lầu ăn điểm tâm. Tuy đêm qua không có tiêu hồn với Lăng Hàn, nhưng hai người ôm nhau mà ngủ, thân mật như phu thê, để cho khuôn mặt của nàng vẫn phím hồng, như nhuộm hồng hà, xinh đẹp đến kinh người. Bởi vậy, nàng vừa đi xuống lầu như thế, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, không ít người gắt một cái, thầm nói Lăng Hàn thực sự là đời trước tu được phúc khí, cư nhiên có thể cùng vư vật như thế cộng độ đêm xuân. Chỉ là nếu như đổi thành bọn họ mà nói, có yêu tinh xinh đẹp như vậy còn chạy đến đây làm chi? Mỗi ngày ở phía sau cánh cửa y y a a là đủ rồi. Bởi vì ngày hôm qua lăng hàng lập uy, nên hiện tại không người nào dám nói kinh bạc, nhưng vẫn có không ít người lấy ánh mắt sổ sàng, hung hăng nhìn khuôn mặt, ngực, mông, chân dài của thủy nhạn ngọc, hận không thể để ánh mắt mọc tay. Tu đến thần cảnh, thân thể hoàn toàn thoát khỏi phàm thai không cần ăn uống chỉ cần có linh khí hấp thu như vậy liền sẽ không chết đói chết khát có thể sống bình thường đến lúc thọ nguyên khô kịp mới thôi nhưng võ giả tu hành tuyệt không phải vì chịu khổ tựa như ngủ cũng không nhất định nhưng mỗi người vẫn theo thói quen ngủ bởi vì này có lợi với thân thể mà ăn uống là thỏa mãn ăn uống chi dục đây là một loại hưởng thụ lăng hàn và thủy nhạn ngọc gọi một phần bữa sáng rất đơn giản, chỉ có vài cái bánh bao cộng thêm một ly sữa đậu nành, may này là miễn phí, nếu còn muốn thu mấy khối chân nguyên thạch mà nói, tất cả mọi người sẽ dơ chân. Không xong, rất nhiều người của hát ngũ ban dết lại đây. Có phục vụ đột nhiên vọt tới. Mang theo vẻ mặt sợ hãi nói. Năm thế lực lớn bình thường ẩu đả, mỗi lần đều sẽ chết một ít người, có khi lần này sẽ phát sinh ở trên đầu của mình. Cái gì? rất nhiều tiểu nhị trong điếm lập tức lấy ra binh khí, đều đoạt ra cửa chính. Hai thế lực lớn vì tranh đoạt địa bàn gần đây mùi thuốc súng đặc biệt lớn, cách 2-3 năm sẽ phát sinh kịch chiến, bởi vậy. Đại thừa bang cũng sớm có chuẩn bị, lập tức tiến vào trạng thái. Trong lòng lăng hàng khẽ động, cùng Thủy Nhạn Ngọc đi tới cửa chính xem náo nhiệt. Trên đường tới mười mấy người, đều bận hắc y, mỗi người lộ ra khí thức hung tàn, nhưng đều là sơn hà cảnh, không có ai đạt đến nhật nguyệt cảnh này là dĩ nhiên nhật nguyệt cảnh coi như là tiểu cực vị đặt ở hoàng đô cũng có thể xưng một tiếng cao thủ có thể tiếng nhập xích thiên học viện làm trưởng lão ở bất kỳ một gia tộc nào cũng là trụ cột vững vàng bến tàu phách phủ chung quy chỉ là một địa phương nhỏ đâu thể nào tùy tiện liền xuất động nhật nguyệt cảnh nếu xuất động cao thủ như vậy vậy nói rõ là động thật muốn đánh ngươi chết ta sống Hiển nhiên, năm thế lực lớn tuyệt không đi tới một bước này. Nếu không lưỡng bại câu thương thì cũng là thắng thảm, chỉ có thể làm áo cưới cho người khác, ba bang còn lại nhất định sẽ liên thủ trấn áp, chia cắt lợi ích. Người của Hắc Ngũ bang dừng ở cửa khách sạn, bởi vì người của Đại Thừa bang đã đi ra ngoài đón, không để cho bọn họ tiến thêm một bước. Tạp chủng của Hắc Ngũ bang tới nơi này làm gì, cút về cho lão tử. Lăng, bằng không đánh bể các ngươi người của đại thừa bang chủ động khiêu khích, bởi vì đối phương đã lớn đến địa bàn của bọn họ. Trong hắc ngũ bang, đoàn người tách ra, đi tới một người trẻ tuổi, nhưng không có mặt hắc y, mà là một thân cẩm y, đủ mọi màu sắc, phản phất như hoa hồ điệp. Tướng mạo của hắn cũng không tệ, môi hồng răng trắng, trong tay còn cầm chiếc phiến. Ba, người trẻ tuổi này mở chiếc phiến, nhẹ nhàng lắc lắc nói, ngày hôm qua có người đánh đệ tử của hắc ngũ bang ta, ngày hôm nay bản thiếu cố ý đến tìm người này, người không liên hệ. Đều cút ngay cho bản thiếu. Lăng Hàng hơi kinh ngạc, hắc ngũ ban giống trống khua chiên như thế, là vì hắn và Thủy Nhạn Ngọc mà đến. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc cũng không có hạ ngoan thủ. Nhắc tới còn là năm người kia tự trước, tự mình chút lấy cực khổ mà thôi. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, hắc ngũ ban liền dẫn người đến, này có chút quá khoa trương đi. Ha 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 ha. Nghe người trẻ tuổi này nói, người của đại thừa ban đều cười ha hả. Đánh thật hay. Đám tạp chủng của hắc ngũ bang, gặp một cái nên đánh một cái. Ở trong tiệm của chúng ta sao? Hắc hắc. Nên miễn tiền thuê cho hắn coi như ban thưởng. Một trung niên nam tử dáng dấp ổn trọng đi ra, hắn là tiểu đầu mục của đại thừa bang ở chỗ này, tu vi sơn hà cảnh đại viên mãn cũng không tính thấp. Hắn thản nhiên nói, vì chút chuyện nhỏ này, cư nhiên lao động thiếu ban chủ tự thân xuất mã. Người trẻ tuổi này gọi Khương An Vân, chính là con trai độc nhất của hắc ngũ ban ban chủ Khương Cát. Một hồi ẩu đã nho nhỏ, cư nhiên để con trai của hắc ngũ ban ban chủ đi ra, này có chút không hợp tình hợp lý. Thiếu ban chủ, chính là đôi chó nam nữ này. Một nam tử trên cánh tay đeo băng đột nhiên chỉ vào lăng hàng cùng thủy nhạn ngọc kêu lên, rõ ràng là ban chúng của hắc ngũ ban ngày hôm qua ở lối vào muốn thu phí, lại bị lăng hàng đánh gãy cánh tay. Khương An Vân theo tay hắn nhìn sang. Lúc ánh mắt đảo qua lăng hàng căn bản không có dừng lại, mà chăm chú vào trên người thủy nhạn ngọc, nhất thời, ánh mắt của hắn nới rộng ra vài phần, miệng không tự chủ được mở to, hầu kết khẽ động, nuốt ngụm nước miếng. Thật quá đẹp, dáng dấp phong tình, làm lòng của hắn ngứa, hận không thể xông lên làm cái vư vật quả thực, chỉ là mấy thủ hạ bị người đánh một trận. Này ở bến tàu phách phủ thực quá bình thường, ai bảo bọn họ tài nghệ không bằng người. Nói như vậy, chỉ cần không chết người, không tàn phế, hắc ngũ bang sẽ không truy cứu. Dù sao, ai biết đối phương có lai lịch gì, vạn nhất là hậu đại của cường giả tinh thần cảnh ở Hoàng Đô, đừng nói hắc ngũ bang, ngay cả dương gia cũng sẽ bị diệt. Nhưng Khương An Vân nghe thủ hạ nói trong hai người kia có một mỹ nữ, đẹp đến quyến rũ thấu xương, phong tình vạn chủng. Người nào không biết, Khương Thiếu Ban Chủ là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đối với mỹ nữ tuyệt sắc hoàn toàn không có sức chống cự. Chương 1039, Thiếu Ban Chủ háo sắc. Nên hắn tự mình mang đội tới cửa, đánh ngụy trang báo thù, kỳ thực chính là tới gặp mỹ nữ. Quả nhiên, đẹp như thiên tiên, tươi như đào lý. Khái, khái. Hắn rốt cục tỉnh hồn lại, ho khan hai cái mới nói. Tiểu tử, ngươi đã thương người của ta, nên bồi thường thế nào? Lúc này, đại thừa ban trái lại không có động tĩnh. Khương An Vân không phải đệ tử hắc ngũ ban thông thường, vạn nhất bị thương hắn mà nói, rất có thể Khương Cát sẽ nổi điên, tuy đại thừa ban không sợ hắc ngũ ban, nhưng tuyệt không muốn liều chết với đối phương. Bởi vậy, chỉ cần đối phương không quá mức, bọn họ cũng không muốn dẫn đầu khơi mào chiến đấu lăng hàng cười nhạt nói thủ hạ của ngươi làm ta sợ lại nên bồi thường thế nào hai người nói như thế những người khác đều nga một tiếng trong lòng nổi lên một ý niệm trong đầu nguyên lai là hắn tất cả mọi người nghĩ buồn cười ngươi đánh người khác một trận còn có thể bị làm sợ sao người này quả nhiên không phải loại an phận đi tới chỗ nào liền đánh chỗ đó khương an vân hừ một tiếng nói ngươi yên lành đứng ở nơi đó một chút thương thế cũng không có cần gì bồi thường bản thiếu không phí lời với ngươi ngươi thường nữ nhân kia cho bản thiếu việc này coi như thôi thì ra là thế chúng nhân lại nga lần nữa thảo nào khương an vân vì chút chuyện nhỏ này tự thân xuất mã nguyên lai like là coi trọng bạn gái của người ta phi cái bại hoại háo sắc này bất quá rất nhiều người hâm mộ không ngớt, nếu bọn họ cũng có thực lực như Khương An Vân, cũng sẽ rất khí phách đi đoạt nữ nhân, cường đoạt vư vật xinh đẹp kia. Thực sự, có thể sờ nàng một cái, ít sống 10 năm cũng được, nếu có thể ôm ngủ một giấc mà nói, hắc hắc, thủy nhạn ngọc giận tím mặt, lập tức tế xuất thần kiếm, muốn tiến lên chém người. Lăng hàng ngăn cản nói, có chó điên sủa người, ngươi cần để ý tới sao? Không cần phải xen vào hắn, nếu thật đuôi mù nhào lên cắn người, lại chém đầu chó của hắn cũng không muộn. Thủy nhạn ngọc gật đầu, thu hồi bảo kiếm, nhưng trên khuôn mặt vẫn sương lạnh, không có nguôi giận. Chỉ là nàng quá mức động nhân, dù cho hiện tại phụng phiệu cũng có một loại phong tình khác. Để không ít người mê say. Tiểu tử, bản thiếu nguyện ý ra 100 vạn chân nguyên thạch mua nàng. Khương An Vân đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Tê! Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, 100 vạn chân nguyên thạch, này là khoản tài phú kinh người thế nào a? À? Nói như vậy, một khối chân nguyên thạch có thể mua một mỹ nữ như hoa, một vạn khối chân nguyên thạch thì có thể cho mỹ nữ Sơn Hà cảnh cam tâm tình nguyện về nhà với ngươi. 100 vạn. Khương thiếu bang chủ này thật hổ danh tình chủng. Lăng hàng hừ một tiếng, hắn lại thiếu tiền cũng không có khả năng bán đứng thủy nhạn ngọc, hơn nữa, Đối phương sao có thể cầm ra 100 vạn chân nguyên thạch? Hắn chỉ là một thiếu ban chủ mà thôi, còn không có ngồi lên vị trí ban chủ. Đối phương hô lên một triệu, đây chẳng qua là dẫn Lăng Hàng mắc câu. Ly khai địa bàn của đại thừa bang, bọn họ mới dễ bắt. Thê tử, không cần để ý tới tên ngu ngốc này. Lăng Hàng nói với Thủy Nhạn Ngọc. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, loại người này nàng tự nhiên mặc kệ, hai người xoay người vào khách sạn. Khương An Vân muốn đuổi theo, nhưng người của đại thừa ban xếp thành một hàng, ngăn cản đường đi của hắn. Thiếu ban chủ. Người của Hắc Ngũ Bang cũng vội vàng kéo hắn, nếu để cho Khương An Vân bị đại thừa ban bắt mà nói, bọn họ trở lại sẽ bị Khương Cát xanh xanh quốc chết. Buông. Khương An Vân lớn tiếng kêu lên, hắn đã bị Thủy Nhạn Ngọc câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Thiếu ban chủ, nghe ta một lời. Một lão giả nói thanh niên kia đến chỗ này, nhất định là vì rời bến tìm kiếm bảo vật. Vậy đơn giản, chỉ cần chúng ta theo chân bọn họ lên thuyền, đợi bọn hắn xuống biển, hắc hắc, không phải dễ như trở bàn tay sao. Ánh mắt của Khương An Vân sáng ngời, đó là một ý kiến hay, nhưng lập tức lại nói, nhưng đội thuyền sớm nhất phải ngày mai mới xuất phát. Thiếu ban chủ, nhẫn một ngày, chỉ một ngày mà thôi. Lão giả kia vội vàng nói, thiếu ban chủ này thật quá ngu ngốc làm sao sẽ trầm mê nữ sắc như vậy, may là ban chủ đại nhân niên phú lực tráng, khẳng định sống lâu hơn Khương An Vân, bằng không chức ban chủ giao cho người này, không quá 10 ngày sẽ suy sụp. Đi! Ánh mắt của Khương An Vân đuổi theo Thủy Nhạn Ngọc, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới vất vất tay, mang theo chúng nhân rời đi. Một ngày, rất nhanh thì trôi qua. Nhưng ngày thứ hai Khương An Vân liền tức chết, bởi vì Lăng Hàng cùng Thủy Nhạn Ngọc không có rời bến, mà tiếp tục ở trong khách sạn. Vì sao bọn họ không có rời bến? Hắn lớn tiếng kêu lên, muốn giết người. Ách, bẩm thiếu ban chủ, có thể là bọn họ sợ ngài, cho nên mới không có rời bến. Lão giả kia xoa mồ hôi lạnh nói. Phế vật. Khương An Vân nổi giận. Quất hắn một trận, tiếp đó mới nói. Ngày đêm không ngừng giám thị cho bản thiếu, không thể để cho bọn họ chạy thoát bằng không ta lục gia của ngươi lăng hàng không phải là vì tránh khương an vân mới không có rời bến bến tàu phách phủ mỗi ba ngày sẽ có một chiếc thuyền rời bến nhưng thuyền còn có lớn nhỏ khác nhau tỷ như đội thuyền lần này là đại hạm không chỉ có thể dung nạp nhiều người còn trang bị lực lượng thủ hộ cường đại có cao thủ nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị tọa trấn hệ số an toàn rất cao nhưng vấn đề là Lăng Hàng cùng Thủy Nhạn Ngọc là tới tiêu diệt hải tặc, cao thủ trên đội thuyền càng mạnh, xác suất bị hải tặc đánh cướp lại càng nhỏ, vậy dĩ nhiên là không được. Bởi vậy, bọn họ phải đợi loại thuyền nhỏ. Chỉ có cao thủ Sơn Hà cảnh đại viên mãn tọa trấn, như vậy hấp dẫn hải tặc có khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ba ngày sau, vẫn là đại thuyền, lại qua ba ngày, mới có một chiếc thuyền nhỏ xuất phát. Biết tình huống cụ thể, hai người lăng hàng liền ở trong hắc tháp tu luyện. Thủy nhạn ngọc tu luyện vũ kỹ, mà lăng hàng thì nghiên cứu mấy tờ đan phương. Đừng xem tổng cộng chỉ có bốn tờ. Cũng phân biệt thuộc về thần đan từ cấp 1 đến cấp 4, vừa khéo tiến hành theo chất lượng. Trước không phải chạy đi chính là tu luyện, lăng hàng không có thời gian nghiên cứu đan phương. Hắn là đan đạo đế vương, kiếp trước cho dù là ở tiểu thế giới, hắn cũng có thể luyện chế thành bán thần đan, cách đan sư thần cấp kỳ thực cũng không xa. Đan đạo, trọng yếu nhất ở hai điểm. Một, khống hỏa, hai, lấy thần văn trong dược liệu tiến hành đan vào. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1040, truy binh tới. Hai cái này, nói tới nói lui đều là điều khiển, là vận dụng thần hồn. Mà ta phục dụng luân hồi trà, thần hồn mạnh hơn trung cực vị thông thường, thậm chí có thể sánh ngang đại viên mãn, lại lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện, thần hồn kiên cố, người cùng cấp không người nào có thể so sánh. Nói cách khác, ở trên điều kiện tiên thiên, ta vượt qua những người khác rất nhiều. Ở trên thủ pháp luyện đan, linh dược thần cấp cùng thông thường cũng không có khác nhau, chỉ là hai điểm ôn độ cực hạn cùng thần văn đang vào vượt xa linh dược thiên cấp mà thôi. Vậy thì bắt đầu đi hắn bắt đầu nếm thử luyện chế khí thiên đan, này là thần dược cấp 1, có thể để Sơn Hà Cảnh nhanh chóng tích lũy nguyên lực. Thần đan có loại công hiệu này rất nhiều, nhưng khí thiên đan tuyệt đối là người nổi bật nhất. Phải biết thuốc có 3 phần độc, đan dược gì cũng không thể trở thành cơm ăn, bởi vậy trong một tháng chỉ có thể dùng 10 viên, nên hiệu quả càng tốt càng trân quý. Thất bại, thất bại, thất bại. Dù sao cũng là thần đan, Lăng Hàng như biến thành thời gian mới học đan đạo. Không ngừng nổ lô. Nhưng hắn một chút cũng không nản lòng, bởi vì ở mỗi lần thất bại, hắn đều có tiến bộ rõ ràng. Tiếp núi là, lại 6 ngày đi qua, bọn họ phải ra biển, nhưng Lăng Hàng vẫn không có thành công. Chỉ hơn 10 lần nữa, ta có thể thành công. Lăng Hàng và Thủy Nhạn Ngọc ra hắc tháp, bước về bến tàu. Bọn họ đến không lâu, liền thấy lục tục có người lại hơn nữa còn có một ít người quen biết. Khương An Vân tự nhiên không cần nói, mang theo 10 tên thủ hạ Sơn Hà Cảnh, ánh mắt gian tà nhìn chầm chầm Thủy Nhạn Ngọc, hận không thể trừng ra ngoài. Đó là người của La Gia, La Ngọc, La Ngộ cùng La Sâm Vân. La Sâm Vân là cường giả nhật nguyệt cảnh, chắc là hơn 3 vạn năm trước đột phá, hiện tại có khả năng đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong. Thủy Nhạn Ngọc thấp giọng nói ở bên tai của hắn còn có bên kia, tả tiêu cùng Phạm Dũng, hai thị vệ khác của Triệu Luân, rất sớm trước đây chính là Sơn Hà Cảnh Đại Cực Vị, hẳn là đạt tới đỉnh phong. Nàng nhìn một chỗ khác, lại nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, hắn thấy bốn mỹ nữ, không phải là đám người liễu ánh tứ vệ của Sa Nguyên sao. Bốn nữ này đều là Sơn Hà Cảnh Đại Viên mãn, Không thể kinh thường. Trừ lần đó ra, còn có một thiếu niên áo tang, nhìn qua chỉ 17-18 tuổi, không ngờ có tu vi thần cấp, chỉ là cảnh giới cụ thể không hiện. Ánh mắt của thiếu niên này như hổ, lúc nhìn chầm chầm người sẽ làm cho người kinh sợ. Một nữ tử bạch y, dáng dấp đẹp như thiên tiên, da trắng như ngọc, môi đỏ mọng, tóc thật dài. Thần sắc của nàng lạnh lùng, như một tòa băng sơn, để người không dám thân cận. Một thanh niên ôm kiếm, đi đến chỗ nào cũng ôm thật chặt vào ngực, như một khắc cũng không thể xa rời vậy. Cuối cùng là một nam tử áo xám, dung mạo xấu xí, ném ở trong đám người thuộc về loại tuyệt không ai liếc mắt nhìn nhiều. Lăng hàng có xuyên vân toa, tốc độ rất nhanh, nhưng như la gia, sa gia, triệu gia tự nhiên có thể đơn giản tra ra mục đích của hắn. Bởi vậy phí chút thời gian rốt cục cũng chạy tới. Còn có một nén hương thời gian sẽ xuất phát, lên thuyền nhanh lên, mỗi người giao nộp 10 khối chân nguyên thạch trên thuyền, một gã thủy thủ lớn tiếng nói. Thiếu niên vải thô là người thứ nhất lên thuyền, sau đó là bạch y nữ tử, thanh niên ôm kiếm, nhưng kế tiếp lại không có người động. Lăng hàng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Xem ra, người còn dư lại đều hướng về hắn mà đến, hắn không lên thuyền mà nói, vậy dĩ nhiên cũng không ai lên thuyền. Đến đây đi. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc đi lên bông tàu, giao 20 khối chân nguyên thạch, đứng ở đầu thuyền nhất thời người của la gia sa gia triệu gia đều động giao nộp chân nguyên thạch lên thuyền chờ một chút ngài là nhật nguyệt cảnh không thể lên thuyền tên thủy thủ kia ngăn la gia la sâm vân lại vì sao lão phu không thể lên thuyền la sâm vân không vui nói sơn hà cảnh nho nhỏ cũng dám ngăn mình ký thế của hắn lan ra nhất thời để tên thủy thủ kia lạnh rung hừ các hạ Muốn đùa dẫn uy phong mà nói mời đi nơi khác, đây chính là bến tàu Phách phủ. Một cẩm bào lão giả giống như u linh hiện ra, phía sau hắn dương động một vòng nhật nguyệt. Quy củ của Dương gia ta là như thế, đội thuyền loại nhỏ chỉ có sơn hà cảnh mới có thể lên, đây cũng là vì mọi người an toàn, miễn cho sau khi rời bến bị đồng hành ám toán. Đội thuyền loại nhỏ có cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn tọa trấn, nếu có nhật nguyệt cảnh lên thuyền, người trấn ai a? À? Con mắt của La Sâm Vân nhìn đối phương một lúc lâu, nhưng chỉ hừ một tiếng. Nói cho La Ngọc, La Ngộ vài câu, liền thối lui đến bến tàu. Cường Long không áp địa đầu xà, huống chi La Gia còn không tính là Cường Long. Hắn nhìn chầm chầm lăng hàng, trong ánh mắt không che giấu sát khí chút nào, hắn không thể lên thuyền thì như thế nào, La Ngọc và La Ngộ đều là sơn hà cảnh đại viên mãn, La Ngọc càng đạt tới đại viên mãn đỉnh phong, trở tay liền có thể trấn áp sau một nén hương, chiếc thuyền này rời bến, lái về phía nội hải mênh mông. Chiếc thuyền này là loại thuyền nhỏ, quả thực không lớn, trường dài 10 trượng, cao 5 trượng, có 3 tầng, khách nhân đều ở tầng trên cùng, thuyền viên thì ở tầng cuối, tầng giữa là kho vũ khí, bệ pháo, có thể dùng chân nguyên thạch làm năng lượng, đánh ra công kích đáng sợ. Bất quá bình thường là tuyệt sẽ không nã pháo bởi vì bắn một pháo sẽ thiêu hủy một khối thậm chí mấy khối chân nguyên thạch, cái giá rất cao. Động lực của chiếc thuyền này cũng là chân nguyên thạch, trong thân tàu có trận pháp, thời điểm không mượn được sức gió sẽ lấy chân nguyên thạch kích phát trận pháp đi tới. Khi bến tàu tiêu thất khỏi mi mắt, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chú lên người lăng hàng. Ha 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 ha! Tiểu tử, ngươi vẫn không nhịn được rời bến. Khương An Vân cười ha hả, hắn thấy, chỉ cần ra khỏi biển, vương vật nũng niệu, yêu mị kia chính là của hắn. Lăng Hàn không có để ý tới, đây chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Bắt hắn cho bản thiếu. Khương An Vân có chút thẹn quá thành giận, hắn chính là thiếu ban chủ của hắc ngũ ban A, làm càng. Một gã tráng hán xuất hiện. Thật rất cao to, thân cao đạt tới nửa trượng, cơ bắp nhô lên, đen kịch, phản phất như hàng thiết chú thành, có thể rõ ràng nhìn thấy hàng quan phản xạ ngươi là ai dám nói chuyện với bản thiếu như vậy cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé